cơ sở tạo ra cho cái nhận thức của mỗi người, đó là cái tiêu chuẩn để nắm vững thứ nhất giống như bao nhiêu kinh nghiệm kỹ năng để ai thì nhờ để trong lòng bài sau thì rung động. Xin chào các bạn, mình tên là Lục Thị, mình đây là một thành viên của công lớp cà phê trường trung học cơ sở Bắc Sơn. Hôm nay xin giới thiệu với mọi người một cách làm việc của đại gia văn luôn của tác giả Lục Thị. Bởi vì rất rung động, cái bánh này mình đặt tay đang ngồi nhóm một người cao đeo cùng những chiếc bắt mắt rất là thu hút học trò hay được anh đầu tiên. Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu là một cuốn sách gần gũi với tất cả đối tượng, đặc biệt là các bạn trẻ, những người đang hoang mang, bế tắc trên con đường tương lai. Toát lên trong từng chương sách là kinh nghiệm của người đi trước. Rosie Nguyễn cũng đã từng trải qua thời học trò ngây thơ, thời đại học, sinh viên với nhiều cung bậc cảm xúc. Và sau đó là công việc tuổi trẻ văn phòng, những bước chân trên hành trình khám phá thế giới của một tabalo. Bạn trẻ dưới 18 tuổi có lẽ chỉ nên dừng lại với những chiêm nghiệm của Rosie khi cô kể về quãng thời gian trở thành học sinh giỏi toàn diện ở trường phổ thông. Một câu chuyện ngụ ngôn về cuộc thi giữa môn loài, bạn biết kẻ nào sẽ chiến thắng không? Đó là kẻ không giỏi thứ gì nhưng cái gì cũng khá hơn mức trung bình, đó chính là con lươn. Đệ nhất môn leo trèo chạy nhảy là ai? Sóc hay thỏ? Lại phải bận bịu đi học bơi để không bị đánh trượt. Giỏi bơi như vịt lại phải bận máu khi chạy và thế là đâu thể chuyên tâm đạt điểm cao nhất cho môn bơi được nữa. Không ít lần trong cuốn sách, tác giả lặp đi lặp lại rằng các bạn trẻ không nên bỏ phí tuổi trẻ của mình vào những thú vui khác mà quên đi việc đọc thêm sách mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng. Có lẽ đây là điểm chung của những người thành đạt chăng, bởi tất cả họ đều khuyên chúng ta nên dành thời gian để đọc thêm sách. Ai cũng biết đọc sách là tốt, nhưng người trẻ văn phòng thì bận bịu công việc, yêu đương hoặc cơm áo gạo tiền đè bẹp. Còn những học sinh thì mãi miết gặp lặn với những kỳ thi. Thời sinh viên là thời điểm mà game online, trà sữa, dã ngoại yêu đương cũng xuất hiện để cạnh tranh, cơ mất thời gian của chúng ta mất rồi. Thậm chí nếu không dính vào bất cứ một trong những thú vui trên thì việc lướt Facebook, đọc báo, check-in cũng khá tốn thời gian. Đọc sách ư, cứ để vậy sau, có lẽ mấy ví dụ thống kê cũng chẳng làm chúng ta quan tâm lắm đâu. Ví dụ các nước phát triển thì người ta mỗi năm đọc mấy trăm cuốn, còn chúng ta thì chỉ đếm chưa hết đầu ngón tay. Sinh Nguyễn có thể cũng đã từng như vậy, và ở cái tuổi ngoài 20 của mình chỉ đã quyết định quay lại với thú vui đọc sách. Để nuôi dưỡng tâm hồn của mình, để thoát ra khỏi những thứ đơn sắc thường ngày, để thấy cuộc sống tốt đẹp hơn, để tri thức rộng mở hơn. Những thú vui chiếm lấy thời gian của chúng ta, đơn giản chúng làm ta kém sâu sắc đi và chẳng ai hứng thú với những người hời hợt, nhạt nhẽo cả, phải không nào? Và đấy lại là một chiêm nghiệm nữa của tác giả, chỉ là chiêm nghiệm của người đi trước thôi bạn nhé. See you.